Vừa qua tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN NPC và ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của tập đoàn tại EVN NPC. EVN NPC chính thức thay đổi từ cơ cấu tổ chức quản lý từ chủ tịch kiêm tổng giám đốc, kiểm soát viên chuyên trách sang mô hình có hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc và kiểm soát viên chuyên trách. Với mô hình này, chức năng quản lý của chủ tịch hội đồng thành viên và chức năng điều hành của tổng giám đốc được tách bạch, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, bảo đảm kịp thời đúng chức năng, đồng thời phát huy được sức mạnh trí tuệ tập thể. Theo đó, ông Thiều Kim Quỳnh chuyển tiếp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên EVN NPC, bà Đỗ Nguyệt Ánh, phó tổng giám đốc EVN NPC giữ chức vụ thành viên hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc EVN NPC. Phát biểu tại lễ công bố, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN bày tỏ mong muốn với mô hình hoạt động này, hy vọng EVN NPC sẽ quản trị tốt hơn, đưa tổng công ty trở thành đơn vị đạt được nhiều thành tựu, chỉ tiêu trong thời gian tới. EVN NPC đang quản lý 27 tỉnh, thành phố với khối lượng công việc hết sức nặng nề như đầu tư điện nông thôn, miền núi để cung cấp điện. Đến năm 2020, về cơ bản cung cấp điện ổn định cho các địa bàn quản lý, đề cao trách nhiệm, tập trung phát triển và bảo toàn phần vốn của tập đoàn tại tổng công ty. Đại diện EVN NPC cam kết sẽ nỗ lực hết mình cùng tập thể đảng ủy, hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên EVN NPC sẽ phát huy các giá trị truyền thống cốt lõi, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển và thành công chung của EVN. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo EVN đã ký hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn nhà nước tại EVN cho hội đồng thành viên EVN NPC.